Vợ Brooklyn Beckham đối xử với em chồng Harper thế nào? Sắp trở thành con dâu của David Beckham, ái nữ tài phiệt lại gây chú ý vì mối quan hệ thật đặc biệt với em chồng, công chúa Harper. Chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới của Brooklyn và Nicola chính thức tổ chức. Nhiều người tò mò về quan hệ hiện tại của ái nữ nhà tỷ phú với các thành viên trong gia đình nhà chồng, đặc biệt là công chúa nhỏ Harper, luôn được anh cả Brooklyn yêu chiều. Thực tế, Nicola thực sự là cô bạn gái duy nhất được lòng tất cả các thành viên trong gia đình nhà Beckham. Có thông tin Victoria rất yêu mến con dâu tương lai. Vì có chung sở thích thời trang nên nhà thiết kế nổi tiếng này rất ưng ý con dâu. Beckham cũng dành tình cảm quý mến cho bạn gái của con trai. Hơn thế, Nicola có tính cách rất thoải mái và phóng khoáng, cô được các em trai của Brooklyn quý trọng. Nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc gia đình của nhà Beckham. Cũng vì thế mà mối quan hệ của cô với các thành viên trong gia đình ngày càng gắn bó. Cư dân mạng đặc biệt chú ý đến tình cảm của Nicola dành cho cô út Harper trong nhà. Harper là công chúa nhỏ được cả gia đình yêu chiều, cô bé cũng thân thiết với anh cả Brooklyn. Do đó, Harper và nàng dâu tương lai của gia đình Beckham rất gắn bó. Trên trang cá nhân, Nicola thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung với Harper. Harper 7 là cô bé xinh xắn và đáng yêu nhất mà tôi biết. Nicola từng dành lời khen ngợi cho em gái nhỏ. Có thông tin Harper còn bám chị dâu hơn cả anh trai của cô bé. Nhóc con này không ít lần xuất hiện bên cạnh Nicola. Mỗi khi đi mua sắm cùng chồng tương lai, Nicola luôn đưa cả Harper theo cùng. Cả hai chị em dính với nhau như hình với bóng. Nhiều người nhận định vì Harper có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách lại thú vị nên được chị dâu yêu quý. Có thông tin cô bé còn trở thành phù dâu trong đám cưới của Brooklyn và Nicola. Nhiều người mong muốn được nhìn thấy nhóc con này trong đám cưới của anh trai. Được biết, đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê Nicola Pe sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 tới. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho hôn lễ đang được mọi người đặc biệt quan tâm. Khán giả tò mò vì dinh thự tổ chức đám cưới. Cụ thể, hôn lễ của cậu cả nhà Beckham sẽ diễn ra tại biệt thự có giá 99,8 triệu đô la, 2.283 tỷ đồng. Dinh thự này bao trùm cả 4.087 m2 diện tích bãi biển thuộc gia tộc ở Palm Springs, Florida. Hiện tại, dinh thự cũng đã được phủ kín với phông bạc trắng để chuẩn bị cho khâu trang trí. Có thông tin an ninh được thắt chặt xung quanh dinh thự để đảm bảo đám cưới của Brooklyn và Nicola có thể riêng tư và không bị ai làm phiền. Đội bảo an còn mang theo cả chó bảo vệ đi tuần tra khắp bãi biển. Khán giả ấn tượng về sự quan tâm của hai nhà Beckham và Park đối với đám cưới của hai con. Được biết, hôn lễ lần này sẽ quy tụ nhiều khách mời khủng, trong đó là dàn sao hạng A có quan hệ với nhà trai cùng với các doanh nhân tỷ phú và bạn bè làm ăn của nhà gái. Cũng vì vậy mà an ninh của đám cưới càng trở nên nghiêm ngặt. Có thông tin vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle, siêu mẫu Gigi Hadid, Nicole Richie, Eva Longoria, Gordon Ramsay, Snoop Dogg là những khách mời sẽ tới tham dự đám cưới. Nhiều người tò mò về sự xuất hiện của vợ chồng hoàng tử Anh tại sự kiện đặc biệt này. Trước ngày trọng đại, cặp tình nhân nổi tiếng dành thời gian trả lời phỏng vấn của Rod trong trò chơi Mr. and Miss. Vợ chồng Brooklyn tiết lộ anh có thể sẽ khóc trong tiệc cưới. Tôi là người nhạy cảm, tôi khóc là điều bình thường, con trai Beckham nói với Vogue. Brooklyn Beckham nói hiện tại anh lo lắng về bài phát biểu tại lễ cưới. Anh và hôn thê tập luyện nhiều nhưng chưa thể quen. Bù lại anh không lo lắng khi biểu diễn trước mặt quan khách. Tôi là người nhảy giỏi nên không quá lo lắng về việc biểu diễn, Brooklyn Beckham nói. Khi được hỏi ai là người say nắng đối phương trước, cả hai có câu trả lời khác nhau. Cuối cùng Brooklyn nói không quan tâm ai phải làm trước, quan trọng là cả hai chọn cách tiến đến hôn nhân.